Như thầy đã nói, hôm nay chúng ta sẽ có bài huấn luyện khá khó khăn. Giáo sư Palladium, mũi cắn em kìa. Tất nhiên rồi, chúng ta đang ở đầm lầy mà. Mũi là chuyện bình thường thôi, có gì đâu. Nhưng thầy coi, nó cắn em nè. Trời đất ơi, ý thầy là mặc quần ngắn như vậy thì... Tội nghiệp giáo sư, họ không nên gây khó khăn như vậy với thầy. Phải biết đáng thì thầy ấy mới được coi trọng. Một tiên nữ giỏi phải biết cách nghe được ngôn ngữ của thiên nhiên. Vì vậy ngày hôm nay, đó là lý do tại sao chúng ta thử nghiệm kỹ năng này. Giờ các em đã chia thành nhóm, chúng ta có thể bắt đầu. Các em có 3 giờ để ra khỏi đầm lầy đen này và tới vùng đất trống giữa rừng Clomy, và không được sử dụng phép thuật. Hãy nhớ, lắng nghe thiên nhiên và nghe theo lời khuyên của nó. Nơi này ghê quá đi. Đúng vậy bạn yêu quý à. Đám bùn bất tị kinh khủng. Mình không biết các bạn có nhận ra không. Chúng ta đang gặp chuyện với vũng bùn này một chút đó. Được rồi các bạn, yểm trợ cho nhau. Mình sẽ dùng... Không được đâu Chetna. Chúng ta phải lắng nghe thiên nhiên. Mình nghe thấy mùi gì đó. Là gì vậy? Thầy nói là lắng nghe chứ không phải là ngửi. Mùi ga, ra khỏi đây đi. Được rồi, để xem nào. Nếu bị kẹt trong mấy tia lửa đó, chúng ta sẽ bị nướng chín luôn. Đúng rồi đó, chúng ta gặp chuyện lớn luôn rồi đó. Đặc biệt là bạn đó Chetna, mình buồn vì bạn trêu chọc những cảm xúc của mình đó. Cuối cùng cũng thoát, em không chịu nổi giờ học của cô Zarathustra. Knack, con yêu tình ngu ngốc, người đang trốn ở đâu? Tôi ở trong này. Tôi có thể ra ngoài không? Chân tôi mỏi quá. Cho hắn ta ra đi, Dorsey. Mùi gì vậy? Tôi không nên ăn mấy hạt đậu đó. Cho dù không ăn đậu thì người cũng bốc mùi thôi. Tốt hơn hết, chúng ta nên tìm chỗ chứa hắn hơn là cái kho đó. Người phải cẩn thận đó, Nick. Không ai được biết người ở đây. Quy định của trường rất rõ ràng. Không được mang động vật, quái vật hay thuốc cưng vào. Mẹ ơi, mẹ ơi. Như ta đã nói, chúng ta phải cẩn thận hơn. Hôm nay, chúng ta đã phạm quy một lần vì trốn học rồi đó. Chúng ta là phù thủy gì nào? Chúng ta phải phá vỡ các quy tắc chứ. Còn ngươi, ngươi gửi cho bọn ta tin nhắn ngoại cảm trong ý nghĩ của mình. Ngươi muốn mọi người nghe thấy hết hả? Xin thứ lỗi cho tôi thưa chủ nhân. Nhưng tôi không biết cách nào gửi tin nhắn. Tôi trốn gần trường Red Fountain, như chủ nhân đã nói. Và sao? Tôi nghe nói mấy anh hùng đã mang chó săn của tôi tới Magis. Hôm nay tới cảnh sát, sau đó nó sẽ bị giam tại nhà tù Septumion. Con quái vật vô dụng đó thậm chí không thể lấy được cây quyền trượng của Stella. Nói về vô dụng, chó săn của hắn vào nhà con bé Plum người trái đất. Thay vì bắt chúng ta, hắn lại ăn hết đống đậu đó. Nó sẽ khai hết bọn ta. Chúng ta sẽ gặp rắc rối đó. Bình tĩnh nào Stormy, chúng ta là ai nào? Chúng ta sẽ giả thoát cho con chó săn. Cử hắn tới Magis là cách tốt nhất để loại bỏ hắn mãi mãi. Cậu biết không Sky, mình cảm thấy khá kỳ lạ. Có chuyện gì đó sẽ xảy ra. Chuyện tốt hay xấu, mình không biết. Chuyện gì đó. Bình tĩnh nào mọi người, các bạn thấy đó. Mình hoàn toàn có thể điều khiển phi thuyền này mà. Vậy sao? Đúng vậy, đừng bao giờ quên gọi mình là chủ huy nhé. Phía sau đó thế nào rồi? Mọi việc ổn, tù nhân bình tĩnh lại rồi. Mình nói quá sớm rồi. Là gì vậy? Nó đến từ bên ngoài. Nhìn kìa, có cái gì đó bên ngoài. Bạn đã nói gì vậy? Không thể như vậy được. Phi thuyền va phải cái gì đó. Nhìn kìa, phi thuyền trường Red Fountain. Tới coi sao. Nhanh lên, có lẽ họ cần giúp đỡ. Các anh không sao chứ? Hiển nhiên là ổn rồi.
Bọn anh đều an toàn mà không sao? Ôi không! Chó săn đâu? Hắn ta trốn thoát rồi. Chó săn hả? Vậy là sao? Các anh đang vận chuyển chó săn hả? Và để hắn trốn thoát sao? Bọn tôi không để ai trốn thoát hết. Là tai nạn. Phi thuyền mức độ cao. Chuyện cổ tích hoang đường. Dù sao cũng đừng có lo. Hắn bị còng tay mà. Riven, mình không chắc lắm đâu. Trời ơi, các bạn đang làm gì dưới này vậy? Bọn tôi đang trong quá trình huấn luyện, Braden à. Vậy thì quay lại tập luyện đi. Đừng lo mấy cái việc này. Cứ để đó cho những anh hùng. Anh hùng hả? Khi nào họ mới tới vậy? Chúng tôi ở đây rồi này, cô gái ngốc nghếch. Riven không có ác ý đâu. Có lẽ tốt nhất các bạn ngươi trở lại chuồng và bọn tôi sẽ cố bắt con quái vật đó. Bạn không cần phải giải thích đâu, thưa hoàng thân. Và bọn tôi cũng không cần chỉ bảo mình phải làm gì. Tụi tôi sẽ tự mình lo việc này. Mấy người muốn làm gì thì làm. Nhưng đừng có nói là bọn tôi không cảnh báo nha. Nào các cậu, quay lại làm việc thôi. Chúng ta còn phải bắt con chó săn đó. Chúng ta phải làm gì đây? Có lẽ chúng ta nên đuổi theo và giúp họ bắt chó săn. Mình không nghĩ đó là ý hay đâu. Mình thấy chúng ta nên quay lại bài huấn luyện đó. Chúng ta đều biết chó săn là quái vật khá mạnh. Sky và những người khác có thể gặp chuyện đó. Có một việc, mình chắc chắn đó là chuyện gì đó khá kỳ lạ quanh đây. Các bạn có để ý cái lỗ bên cạnh không? Phi thuyền bị đâm trúng khi đang bay đó. Mình đoán là có ai đó giúp cho chó săn trốn thoát. Mình e bạn nói đúng. Trong trường hợp này, chúng ta không có quá nhiều lựa chọn phải không? Cú đâm làm tê liệt sự ổn định. Mình cá là người làm việc này cũng đã phá khóa cho chó săn. Đây là khóa bằng tâm trí. Bất cứ ai mở khóa họ sẽ sở hữu sức mạnh tinh thần. Này các bạn, coi cái này đi. Dấu chân của chó săn. Nó không nói cho các bạn biết gì sao? Đúng rồi, chó săn từ hành tinh đại dương tới nên trọng lượng nhẹ đi. Nhưng con vật đó không thể đi mà không để lại dấu chân. Nó càng ngày càng trở nên mờ hơn cho tới khi biến mất. Nhưng mặt đó vẫn còn mềm mà. Bạn giải thích thế nào đây? Thì là người chó săn mất trọng lượng nên nhẹ đi thôi. Có thể đúng là như vậy. Hắn ta biết cách làm giảm trọng lượng của mình đi. Có vẻ như cô thần chú bay. Nhưng chó săn không thể dùng phép được. Vậy có nghĩa là có người giúp hắn. Phải thật cẩn thận đó. Ai biết được có gì trong đầm lầy này chứ. Đi thôi các bạn. Mình thấy kiếm chó săn trong đầm lầy này khó hơn mình nghĩ đó. Hắn có thể ở bất cứ nơi đâu. Nơi này hỗn loạn quá. Đầm lầy này hấp thụ mọi âm thanh. May là sự yên tĩnh khiến ta tập trung được. Như vậy chúng ta có thể nghe thấy âm thanh thiên nhiên. Không phải chứ, mình chẳng nghe thấy gì hết. Sao rồi, mẹ thiên nhiên có gợi ý cho các bạn không? Mình sẽ bắt đầu từ kia. Sao lại ở đó? Thân mình cứ tiếp tục đi, nhưng mình cảm thấy đi đúng đường. Phải, mình cũng nghe thấy. Đường bên phải. Nào, đi thôi. Hy vọng chúng ta không hối tiếc việc này. Nè, mấy nhánh cây này còn sống. Không phải đâu, Riven. Không động vật sống nào có thể tồn tại ở đây. Tại sao chứ? Bởi vì chúng chẳng có thứ gì để ăn. Bạn có chắc việc này không đó? Chắc chắn. Nhưng mà bắt đầu khiến mình hoang mang rồi. Cứu với! Đừng có tạo tiếng động. Mình nhận ra mấy cây này, chúng là cây ăn thịt người. Chúng ghét ồn ào. Thật sao? Mình không tin đâu. Thấy chưa? Chẳng có gì hết. Đừng cử động. Trời trời, bạn có thể giữ im lặng không? Cứu với! Dừng lại đi Timmy, mình không thể nghĩ thông suốt được. Họ kia rồi. Tiếp tục nói chuyện nhẹ nhàng thôi. Tốt hơn hết là đừng làm ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa của mấy cái cây này. Hạ thấp giọng xuống, đồ ngốc. Mọi thứ đều ổn rồi, bạn cây ơi. Bạn có thể nghỉ ngơi. Tôi rất vui được gặp lại bạn đó, Plum. Giờ các bạn có thể nói bình thường rồi. Thấy nguy hiểm rồi đó. Mình nghĩ chúng ta nên cùng nhau đi bắt chó săn. Các bạn nghĩ sao? Mình đồng ý.
Tôi từ chối kết hợp với tiên nữ. Vậy bạn tự bạn kiếm đi. Nếu thấy chó săn thì hít gió báo mình nha. Lúc đầu thì phải nhờ tiên nữ giúp, giờ thì lại làm trò cười. Riven, bạn hơi quá rồi đó. Bạn là hoàng tử dạ vâng rồi đó, Braden. Nơi bạn ở phải yên ổn đó. Bạn hơi phóng đại đấy, Riven à. Rồi sao? Bạn tới làm gì nào? Bạn sẽ bị loại khỏi đội này. Hiểu chưa? Thôi được rồi, đi bắt chó săn thôi. Cái này trông hay đó. Cảm ơn. Mình biết rằng thật điên khùng, nhưng có vẻ như mấy cái thứ này đang di chuyển. Mình cũng đang nghĩ giống như vậy đó. Các bạn đừng có nghĩ nữa. Mấy cái này đang di chuyển đó. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đó là xoáy nước. Chúng ta phải ra khỏi đây ngay. Cảm ơn Sky. Cẩn thận, coi chừng rơi xuống nước đó nha. Không thể thoát ra khỏi xoáy nước đâu. Riven, bắt được rồi. Giữ chắc nhé Riven. Đừng thả tay ra. Bắt được rồi. Người nào giúp mình với? Mình không thể chịu lâu hơn được nữa. Được rồi, đi thôi. Chúng ta còn phải bắt chó săn nữa. Mất khá nhiều thời gian rồi đó. Chúng ta tìm thấy hắn rồi. Cứu tôi với. Kìa là Amari. Tiên nữ học viện Alphi gặp nguy hiểm. Mấy bạn bị kẹt rồi. Chúng ta phải làm gì đó trước khi chó săn gây chuyện. Chúng ta phải hành động thật nhanh. Thứ nhất, các bạn tấn công hắn để làm phân tâm. Tôi hy vọng kế hoạch của anh có điểm thứ hai. Có chứ. Braden và Timmy kìm chân hắn, trong khi tôi và Riven sẽ cầm tay hắn lại. Có thắc mắc không? Được rồi, hành động đi. Này, có vật xấu xí kia, còn nhớ bọn ta không? Sao không tới với bọn ta đi nào? Nào, nhanh lên. Bạn không đợi gì nữa, cầm tay hắn lại. Không dễ chút nào. Ghét thật. Mình không thể giữ được nữa. Hay thiệt, chúng ta lại lạc mất hắn. Chúng ta làm việc mới giỏi làm sao? Các anh chính là anh hùng đó hả? Anh hùng hết pin rồi à? Đó là lời cảm ơn chúng ta nhận được đó. Braden, xin chào, là cô hả? Anh biết không, mặc dù chó săn lại trốn thoát, nhưng các anh đã làm rất tốt. Cô thật là tốt bụng, nhưng cô biết thực ra không phải vậy mà. Chỉ là các anh đã cứu những tiên nữ không biết ơn mà thôi. Mấy người bạn của cô cũng không có lỗi. Chúng tôi không phải anh hùng, chúng tôi chỉ là người mới thôi. Nhưng mà việc duy nhất chúng tôi làm cùng nhau dễ nhất chính là tranh cãi. Đừng có đổ lỗi cho mình nữa, Sky. Không phải mình đã cầm tay Timmy. Cái gì? Bạn có cầm tay mà. Mình sao? Được rồi, đủ rồi đó. Nếu chúng ta không làm việc như một đội, chúng ta sẽ không thể bắt được chó săn. Bạn nói đúng. Chúng ta không đồng lòng thì sẽ không thành công được. Chúng ta sẽ thử lại lần nữa, được không? Được rồi, hay lắm.
Riven và mình đã thực hiện một thỏa thuận ngừng bắn. Mình thích hòa bình lâu dài hơn, nhưng mình sẽ thấy vui với việc này. Em biết mà. Em phải biết cách bình tĩnh lại, IC. Mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát mà. Nhưng hắn có thể bị lạc. Không thể nào. Khi chó săn ngửi thấy con mồi, hắn sẽ không bao giờ mất dấu. Có lẽ hắn bị cắt lún rồi thì sao? Nhưng câu thần chú không trọng lượng của chúng ta giúp hắn không bị lún rồi mà. Điều gì khiến hắn mất tích như vậy chứ? Khi ta lập kế hoạch, nó luôn hoàn hảo mà. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ ơi! Sinh vật đáng ghét! Hả? Coi kìa, là ai đây? Cuối cùng ngươi đã làm được. Bọn ta thả tự do cho ngươi, làm những gì bọn ta nói. Bây giờ ngươi phải quay lại Obsidian. Tạm biệt nhé chó săn. Bí mật của bọn ta sẽ chôn vùi cùng ngươi. Nhiệm vụ hoàn thành. Giờ quay lại Cloud Tower thôi. Và giờ bạn nghe thấy gì? Chính xác không phải là âm thanh. Nó giống cảm nhận hơn. Có vài việc bạn không thể nghe bằng đôi tai, nhưng cảm nhận được từ bên trong. Vậy cô nghĩ đây là đường đúng hả? Bình tĩnh nào. Mình biết là trong tình huống cần thiết, Bloom sẽ tỏa sáng. Chúng ta tới cuối đường rồi. Giờ không có ai ở đây hết. Tôi không biết nói gì nữa. Tôi chẳng cảm nhận được gì hết. Có một năng lượng không tốt trong một phần đầm lầy này. Mình cũng cảm thấy. Có vẻ như ai đó sử dụng phép thuật ở đây. Người nào đó sử dụng phép thuật để biến chó săn biến mất. Đầu tiên, họ giúp hắn trốn thoát khỏi phi thuyền. Sau đó, giúp hắn tới đầm lầy này. Và cuối cùng, khiến hắn biến mất. Nhưng người nào muốn làm việc này chứ? Bạn đang cầm cái gì vậy, Bloom? Mình không chắc lắm. Có thể mình sai, nhưng mấy cái lông này trông quen lắm. Các bạn có nhớ không? Con vịt của IC. Mấy phù thủy đó có liên quan gì tới chuyện này? Mình đang có câu đố mà mình muốn biết câu trả lời đó. Nếu các bạn không phiền thì chúng ta phải tạm biệt ở đây rồi. Đừng lo, bọn tôi hiểu hết mà. Tạm biệt, hẹn gặp lại. Thầy đã quan sát buổi huấn luyện của các em cả ngày hôm nay. Mặc dù các em tới cuối cùng, thầy rất hài lòng biểu hiện của các em. Cái gì ạ? Các em thể hiện lòng dũng cảm của mình cũng như kỹ năng bằng đúng đôi chân của mình. Vì vậy thầy tuyên bố trong buổi huấn luyện này, đó chỉ là bài kiểm tra về chạy thôi. Như vậy không công bằng. Tất cả nỗ lực của tụi em chẳng được gì hết. Thầy không nói là không được gì mà, Amari. Một vài em đã học được nhiều điều ngày hôm nay. Nhiệm vụ hoàn toàn thất bại. Đúng, chúng ta đã bị mất chó săn. Nhưng dù sao thì đó cũng là kinh nghiệm quý báu. Đúng vậy, hoàng tử Sky. Lần đầu tiên trong đời mình cảm thấy thích khi là một phần gì đó trong nhóm đó. Bạn biết mình nói gì mà? Ngày hôm nay những anh hùng thật sự đã ra đời. Mình đồng ý, nhưng làm ơn đừng gọi mình là hoàng tử. Mình thấy già lắm. Stella, bạn còn thức không? Có chứ, mọi thứ ổn không? Tốt lắm, chú ngủ ngon, Plum. Ngủ ngon nhé. Sky, ngủ ngon nhé. Mình ghét phải trực bếp lắm. Mình chỉ không hiểu. Bạn không hiểu gì vậy, Plum? Sao một học viện tiên nữ lại không thể dùng phép thuật để nấu bữa ăn tối? Nó có nghĩa gì chứ? Những gì bạn cần làm là vẫy đuôi thần một cái. Tay được nghỉ ngơi liền. Chờ chút thời gian, tất cả mọi thứ đã sẵn sàng, không mất chút sức nào. Tự làm đồ ăn cho mình thì hương vị ngon hơn nhiều các cô gái à. Chào ông Matros Foglia. Sao chuẩn bị bữa ăn tối lâu dữ vậy? Tụi tôi làm sắp xong rồi thưa ngài. Đống khoai tây này nhỏ quá, gọt ít vỏ thôi. Mỏng hơn nữa. Trứng chiên sao vậy? Đừng quên lật trứng ốp la nhé. Tất nhiên rồi, nấu ăn chính là một nghệ thuật. Khi nào tôi tốt nghiệp, tôi sang ở ngoài mỗi ngày. Chuẩn bị lật trứng ốp la đi. Làm đi nào.
Mình xin lỗi, mình không biết tại sao lại xảy ra việc này. Các cô làm gì vậy? Ai đó tắt quạt đi. Tôi sẽ làm. Sao người không rơi xuống đi nào? Yên tâm đi, đừng sợ, không ai ăn ngươi đâu. Tôi nói tắt nó đi mà. Tôi sẽ đi báo với bà hiệu trưởng rằng các cô không được bước chân vào căn bếp của tôi lần nữa. Phá đám, không lời giúp đỡ đó. Làm cho tôi dọn dẹp đống này trước giờ ăn tối đây. Làm ơn chú ý đến món nướng nhé. Mọi thứ trong này đều ổn. Các bạn, mình có một vài tin rất hay nè. Tụi mình biết bạn sắp xếp để trốn nhiệm vụ làm bếp. Chúc mừng nhé, Stella. Nhưng mình có lời lý do chính đáng mà. Mình sẽ ra ngoài tối nay. Mình có buổi hẹn hò. Thú vị quá. Đúng là lý do chính đáng. Mình được mời đó. Biết ai không? Tụi mình đang tò mò lắm đó. Hoàng tử Sky. Tin chưa nè. Mời tới Black Lagoon đó nha. Nghe hay ha. Sau khi biết bạn như thế nào vẫn mời bạn hả? Mình mặc gì đây? Mình thấy bối rối quá. Các bạn gợi ý đi. Được thôi. Stella, bạn có nhiều quần áo quá ha. Như vậy mới có chuyện. Mình còn một bộ đồ thật đặc biệt và lãng mạn. Mình sẽ mặc thứ này. Tao nhã, lịch sự, cổ điển, rất hoàn hảo. Bình thường thì không sao, nhưng đây là hẹn hò mà. Cái này thì sao? Mình chắc chắn bạn sẽ rất hợp mốt khi mặc bộ váy này đó. Sao bạn có thể mua những thứ như vậy chứ? Mình không mua nó, người nào tặng bạn hả? Mình thiết kế đó, trong tối sao? Mình thích cái này, đúng rồi đó, là nó. Raiden có tới không? Không, Sky cho người giúp việc nghỉ tối nay. Raiden không phải là người giúp việc, anh ấy là giám hộ, khác nhau hoàn toàn. Xin lỗi, mình chỉ nói chơi thôi mà. Bạn mến anh ấy phải không? Mình biết rồi, đừng nói không phải là việc của mình. Chà, Stella, bà không nên nói như vậy. Nusa, làm ơn đó, lấy cho mình cái hộp đó đi. Được thôi. Cái gì bên trong vậy? Chỉ là một ít trang sức thôi. Một ít hả? Cái này khá hợp đó. Cái nhẫn này to quá. Cái này tốt hơn. Bloom, bạn giữ giúp mình được không? Nhưng đây là nhẫn phép thuật mà. Tối nay mình không cần nó đâu. Cần gì phải có phép thuật khi có hoàng tử đẹp trai bảo vệ chứ. Mình không tin anh chàng đó lắm. Có gì đó không ổn với buổi hẹn này. Mình nghe thấy mùi gì đó. Mình cũng nghe thấy mùi lạ. Ôi không, món nướng, món nướng. Nhanh lên nào. Mình mang theo thứ này cho chắc ăn. Bừa bộn quá. Em nói là bừa bộn hả? Là thảm họa thì hay hơn nhiều đó. Thảm họa, thiên tai, sự vô trách nhiệm của các em. Không thể nào tha thứ được. Ôi không, là cô Ristelda đó. Dọn sạch đi. Mình tới đây. Tôi hy vọng các em có lý do chính đáng cho những việc này. Mình đã... Quay lại làm việc ngay. Bữa tối không được trễ đó. Cố gắng hết sức mình đi nhé các em. Các bạn, bánh mì và phô mát cho mọi người được không? Mình kiệt sức rồi. Thậm chí mình chẳng đói chút nào. Bạn thấy sao hả, Flora? Không có gì. Mình cũng muốn ra ngoài chơi, dù có hay không có hẹn. Nếu ai đó mời bạn đi thì tốt hơn chứ. Mình không có hứng thú với hẹn hò. Bạn nên thử đi, cũng vui lắm đó. Hẹn hò thì có gì vui chứ? Một trải nghiệm chẳng có giá trị gì hết. Bạn không nên bỏ lỡ. Phải đó, sao bạn không rủ Timmy đi? Chúc các bạn ngủ ngon, mình đi ngủ đây. Có chuyện gì vậy? Mình không biết. Nó từ phòng Stella. Đi xem thôi.
Các bạn cũng nghe thấy phải không? Stella, mọi chuyện ổn chứ? Stella, xin chào, có chuyện gì vậy? Stella, âm thanh gì vậy? Chưa phải là 7 giờ để thức dậy đâu đó. Cái túi bị rơi đó mà. Mọi thứ ổn hết, tôi lại ngủ đi. Vấn đề gì đây? Dù sao thì đồng hồ báo thức đã tắt rồi. Tối qua bạn về mấy giờ vậy? Tụi mình không nghe thấy bạn ra phòng. Trễ quá nên mình không muốn đánh thức các bạn. Mọi chuyện sao rồi? Tụi mình muốn nghe chi tiết. Chẳng có gì để nói hết. Bạn nghĩ tụi mình tin vậy sao? Thôi nào, nói đi, nói đi. Mình đã nói không là không cái gì hết. Sao bạn lại không lo việc của mình đi? Như Stella, bạn ấy nghĩ mình là ai chứ? Bỏ đi Musa, để bạn ấy một mình. Bạn ấy sẽ vượt qua. Một lần nữa, cùng nhau nào. Hít thật sâu và lặp lại theo tôi. Hủy bỏ bí ngô. Hủy bỏ bí ngô. Chà, vui ghê. Giáo sư Weavis, nó không được, nó không hiệu quả. Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào. Việc này xảy ra vì em không tập trung đó. Thầy làm gì đi, thầy làm gì đi hả? Thầy sẽ lo cho em ngay, đây nè. Ôi, chuột kìa. Trong những trường hợp này, sự hoảng sợ sẽ là phương pháp tốt nhất. Cảm ơn anh bạn, không có gì, Weavis. Tôi sẽ gặp các em vào ngày mai. Bài học về sự cộng sinh, nghệ thuật sự chuyển đổi của côn trùng. Các bạn có để ý không? Công chúa nhỏ của ta thậm chí không thèm tới lớp đó. Không hiểu có chuyện gì với bạn ấy nữa. Có lẽ có chuyện gì đã xảy ra mà bạn ấy không muốn nói cho ai biết. Mình nghĩ chúng ta là bạn mà. Mình sẽ thử lại coi sao. Các bạn ở đây đợi mình nha. Chúc may mắn. Flora nói đúng. Mình nghĩ tụi mình là bạn mà. Là bạn nên biết tha thứ cho người khác. Mình chắc chắn Stella sẽ có lời giải thích rõ ràng về hành động không hay sáng nay của bạn ấy. Hoặc ít ra, mình hy vọng như vậy. Gì vậy? Stella? Ôi không. Giống như một cơn lốc xoáy quét qua vậy. Mình không hiểu. Chuyện gì đã xảy ra? Chào Bloom, đang tìm mình hả? Stella, bạn làm việc này sao? Tại sao? Vì mình muốn chiếc nhẫn của mình, Bloom à. Mình đã tìm khắp mọi nơi. Nó đâu rồi? Mình muốn biết bạn giấu nó ở đâu. Stella, bạn có chắc mình không sao chứ? Mình cảm thấy tốt hơn khi lấy lại chiếc nhẫn. Bạn biết nó ở đâu phải không? Mình không nhận ra bạn nữa, Stella. Bình tĩnh, ngồi xuống nói chuyện đi. Mình không muốn nói. Mình muốn chiếc nhẫn. Đồ ăn trộm. Đủ rồi đó, Stella. Đồ ăn trộm. Mình không biết, không thể tin được. Tin đi, đây không phải mơ đâu. Bạn ấy bị làm sao vậy ta? Cuộc hẹn với hoàng tử chắc khiến cho bạn ấy quá kích rồi. Trên trái đất mình gọi là mất trí. Nhưng dù sao đi nữa, mình không tin Sky đã làm vậy. Các bạn không nhìn thấy đâu. Bạn ấy thật sự rất độc ác. Mình chưa bao giờ nhìn thấy. Mình không hiểu chuyện gì về chiếc nhẫn. Sao bạn ấy lại không nhớ? Bạn ấy đã đưa nó cho bạn mà. Nếu bạn ấy mất kiểm soát thì sao? Nếu có chuyện đó xảy ra, khiến cho bạn ấy hoảng loạn, vậy thì chúng ta phải tìm hiểu. Trong thời gian này, không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Chúng ta không thể giữ bí mật này lâu được đâu. Chúng ta phải tìm Stella. Bạn ấy không trả lời điện thoại. Như vậy quá dễ dàng. Chúng ta bắt đầu từ đâu? Mình sẽ bắt đầu với buổi hẹn tối qua của bạn ấy cùng hoàng tử Sky, vùng đất Eraclion, nghi vấn số 1. Được, vậy thì điểm dừng tiếp theo là Red Fountain. Tôi rất vui được giúp các bạn, nhưng không biết các bạn đang nói gì. Hôm qua tôi làm việc tới 9 giờ tối nên mệt lắm. Tôi không gặp Stella và tôi không gửi tin nhắn đó cho cô ấy. Nè, tôi không hề biết như vậy. Chắc chắn không phải. Các bạn không biết hả? Sky không biết viết. Vui đó, Riven. Tôi không thể ngưng cười đó.
Tạm biệt nhé. Chắc chắn người nào đó đã lừa gạt rồi. Họ đã làm gì đó với cô ấy phải không? Không biết nữa, chúng tôi đang cố tìm hiểu. Ai đó làm ơn nói cho nó yên lặng được không? Đừng quậy nữa. Ngoan nào, lady. Lady, tới đây ngồi xuống nào. Nó hay chơi đùa với Braden, nghe như lời cậu ấy hơn tôi. Chào Braden. Chào Plum. Được rồi các em, giờ nghỉ hết rồi. Vài con rồng lửa có vảy đang chờ các em đó. Vì vậy, hãy tạm biệt các cô bạn này đi. Dạ rõ thưa giáo sư, tụi em tới ngay. Đó chính là thầy Cordet Torture kinh khủng. Tốt phần hết là đừng để thầy ấy đợi. Thông tin tụi mình nhé. Nếu cần giúp đỡ, hãy nói cho bọn tôi biết. Giờ thì sao? Bạn còn hỏi hả? Tới Magix thôi. Bạn nghĩ Stella ở đâu đó quanh đây hả? Mình nghĩ Stella có thể ở bất cứ nơi đâu. Sao tụi mình lại về thành phố vậy? Vì Black Lagoon, nhớ không? Là một cuộc hẹn tại Black Lagoon, nghe hấp dẫn phải không? Có lẽ đó là nơi bạn ấy tới tối qua. Có lẽ họ sẽ giúp được chúng ta. Black Lagoon hả? Sử dụng chương trình tìm kiếm của mình sẽ tìm ra nó ngay. Những gì bạn cần làm là quét thật nhanh bản đồ đồng bộ và nó đây này. Lạ thiệt, không có dấu hiệu của Black Lagoon. Hãy thử chương trình tìm kiếm của mình đi. Bạn cũng có hả? Nó hoạt động ra sao? Như vậy nè. Xin lỗi ngài, tôi đang tìm kiếm Black Lagoon. Black Lagoon à, tôi chưa nghe bao giờ hết. Xin lỗi. Thấy chưa, các bạn có thể làm vậy nếu muốn. Mình sẽ cho mượn. Chẳng có gì hết, không hay chút nào. Họ muốn một nơi vui vẻ thì phải tìm chỗ nào để giải trí chứ. Phải đó, chẳng có ai biết nơi đó hết. Mình nghĩ có chuyện gì đó không hay rồi. Chắc chúng ta nên quay về Asyl và cảnh báo với cô hiệu phó. Các bạn bỏ cuộc rồi sao? Nghe này, Plum, bạn hỏi vậy cũng có tìm được đâu. Bản đồ điện tử của bạn cũng vậy mà. Nè, nè, không phải lúc để cãi nhau đâu. Phải, xin lỗi. Xin lỗi quý cô. Tôi không thể giúp, nhưng có chú ý đến câu hỏi của các bạn. Tôi nghĩ tôi có thông tin mà các cô đang tìm kiếm đó. Nhưng có lẽ đây không phải việc của tôi. Anh đùa hả? Sao anh không nói ngay đi? Anh biết gì về Black Lagoon hả? Anh có thể nói cho bọn tôi biết được không? Làm ơn đi mà. Phải, đó là một nhà hàng mới tuyệt vời ở ngoài thành phố. Theo đường chính, cứ thế, tiếp tục cho tới cây cầu. Bạn không thể lạc đâu. Có một cây sồi rất lớn ở phía trước kìa. Hay quá, cảm ơn anh rất nhiều. Anh ta đi đâu mất rồi? Đúng là anh chàng kỳ lạ. Bạn hoàn toàn nói đúng, Tecna. Chắc chắn là một người kỳ lạ. Nhưng địa điểm thì đúng. Kia là cây sồi lớn. Đây chính là Black Lagoon. Khi quay lại Alpha, đừng quên cập nhật chương trình tìm kiếm của bạn nhé. Chương trình của mình hoạt động rất tốt, chỉ có nơi này là không ổn thôi. Chắc nhà nói đúng, mình có cảm giác kỳ lạ về nơi này. Cái cây này không thở, mình cảm thấy có khoảng cách, lạnh lẽo. Nếu nó không tồn tại, nếu nó là ảo giác, bạn có chắc không Flora? Cuối cùng các bạn đã tới. Chúng tôi đang đợi các bạn đó. Mời vào, xin mời vào. Là bảy đó, sao chúng ta không nhận ra chứ? Phải đó, nhưng quá trễ để quay lại rồi. Chờ chút, bạn là ai vậy? Hắn ta muốn mình theo sau. Mình không thích nơi này chút nào. Một chút giấy dán tường hoa, giờ sơn màu, nhìn xấu hoàn toàn khác đó. Không phải lúc giỡn đâu, Musa. Nè, đó là những gì Stella nói nếu có cô ấy ở đây. Mình ở đây này. Các bạn của tôi. Mình chỉ muốn lấy lại thứ thuộc về mình. Mình muốn chiếc nhẫn của mình. Và bạn sẽ phải đưa nó cho mình. Cách này hay cách khác. Watch out! Coi chừng đó.
Hay thiệt, chúng ta rơi vào bẫy rồi. Cái đó không bảo vệ lâu được đâu. Đừng lo, mình sẽ lo việc này. Lá chắn. Các bạn còn đi nhờ không? Bạn tôi đúng lúc lắm, chết ta. Sẵn sàng đầu hàng chưa? Đủ rồi đó, mình chán là mục tiêu lắm rồi. Đừng mà mưu ra, đừng quá kích. Chúng ta không thể làm Stella bị thua. Nhưng đó không phải là Stella. Bạn ấy không thể sử dụng sức mạnh nếu không có nhẫn. Thôi được rồi, ngừng chơi đùa đi. Người nói đúng đó tiên nữ. Tới lúc bỏ lớp ngụy trang này rồi, trở thành chính mình một lần nữa. Máy phù thủy, sẵn sàng đi các bạn. Chờ tôi với, chờ tôi với, tôi nữa. Nhưng tất nhiên rồi, Nick. Stella, thú lỗi cho mình, họ lừa mình. Không phải xin lỗi, đâu phải lỗi của bạn đâu. Cái ngươi muốn gì? Ta biết ngươi hiểu mà. Tất nhiên là bọn ta muốn nhận của Stella rồi. Tội nghiệp Stella. Vùng ánh sáng của ta sẽ siết con bé này càng ngày càng chặt hơn mà không nghĩ. Cái người nên nhanh lên đó. Nó rất quan trọng với bọn ta. Bọn ta phải có được nó. Cái đồ yêu tinh. Thời gian ít lắm, đắp lâm. Quyết định đi. Cô ta hay chiếc nhẫn. Đây là ép người quá đáng, nhưng bọn ta không chịu đâu. Chuẩn bị tinh thần, phải trả giá vì việc này đi. Mấy tên phù thủy xấu xa kia, tôi đã quyết định. Chúng ta không thể để mạng sống của Stella gặp nguy hiểm. Bloom, thôi được rồi, các cô đã thắng. Và giờ nó là của cô. Chúng ta không cần cô ấy nữa. Thả cô ấy ra. Chúng ta đã thành công. Cây quyền trượng là của bọn ta. Chúng ta hành động như những kẻ nghiệp dư vậy đó. Có lẽ là giờ chúng ta nghiệp dư thiệt mà. Chúng ta có thể đánh bại chúng. 4-4. Chiến đấu có thể khiến mọi việc tệ hơn. Đối với mình, chấp nhận trao đổi là lựa chọn tốt nhất. Bạn là ai mà tự mình quyết định thay bọn mình vậy? Bạn đã phải chiếu huy đâu. Mình cũng làm như vậy thôi, Tina. Họ đã ghi được một điểm, nhưng trận chiến chưa kết thúc đâu. Bạn đang nói gì vậy? Gì chứ? Trên hành tinh của bạn không có đá banh sao? Đá banh? Đi nào, mình sẽ chỉ cho các bạn. Đó là trò các bạn chơi cùng trái banh. Lấy cái này làm ví dụ nha. Đây không phải là trái banh, chỉ là ví dụ thôi mà, Zena. Giờ thì nó sẽ như vậy nè. Phải có thứ gì đó ở đây. Adeline, nắm bắt giấc mơ. Không, những tàn hình. Những Nibbling. Không phải. Đây rồi, nhẫn của Stella. Sức mạnh uy quyền.
là một phần quyền lực của công chúa con mặt trời và mặt trăng hành tinh Solaris. Như vậy nó thuộc về bạn. Tất nhiên rồi, mình chưa giới thiệu cho bạn về mình mà. Chứ những uy quyền đó thuộc về gia đình mình mãi mãi. Phải, nhưng bạn chưa nói với tụi mình sao các phù thủy đó lại muốn lấy nó. Vì nó khá quan trọng và có giá trị. Nhóm Trix không phải tội phạm thông thường. Phải có cái gì khác nữa. Xin lỗi, mình bỏ lỡ gì phải không? Ai là Trix vậy? Đó là biệt danh tụi mình đặt cho ba phù thủy đáng ghét đó, nhóm Trix. Dù sao đi nữa, mình đã khám phá nhiều điều thú vị hơn về chiếc nhẫn của bạn trong cuốn sách mình tìm thấy tại thư viện. Theo truyền thuyết, sức mạnh uy quyền của Solaris được hình thành vào lúc không ai có thể nhớ được nữa. Nó được khắc từ tảng đá đắm mình trong ánh sáng mùa xuân. Ngày nay, nó vẫn truyền tới ngày nay đó. Nó chỉ là một trong những món quà từ ngọn lửa linh thiêng thôi. Mình nghĩ rằng lịch sử Solaris thật sự buồn chán quá. Ngọn lửa linh thiêng là gì vậy? Hỏi hay lắm, em Sedna. Tôi rất hài lòng vì em đã hỏi câu đó. Bạn ấy đánh giá giọng cô Griselda kìa. Nghe cái này đi, vũ trụ huyền ảo của những vùng phép thuật như chúng ta đã biết được tạo ra bởi rồng thiên huyền thoại, người thổi sự sống vào các tia lửa phép thuật trong ngọn lửa linh thiêng. Rồng thiên thật sự tồn tại hay chỉ tượng trưng cho huyền thoại thôi? Mình nghĩ đây là đại diện cho một lý tưởng, biểu tượng của điều thiện và ác. Chắc chắn rồi. Phải rồi, nói vậy dễ hiểu không? Stella, bạn biết câu chuyện này phải không? Mình không thích tìm hiểu về lịch sử cổ xưa cho lắm. Tất nhiên rồi, công chúa phải có việc quan trọng khác mà. Phải đó, như là mua sắm nè. Mình muốn biết nhiều hơn nữa về rồng thiên. Mình nghĩ mình quay lại thư viện đây. Vẫn còn nhiều câu hỏi chưa trả lời được. Gặp bạn sau nhé, Plum. Có vài việc mình nghĩ rồng thiên không phải là truyền thuyết. Nó không hẳn là một câu chuyện. Có gì đó quan trọng hơn. Mình cảm thấy như vậy. Có lẽ cô có thể giúp được em. Em chào Faragonda. Đi cùng cô nào. Ngồi đi. Em cảm ơn ạ. Em muốn biết về rồng thiên hả? Đó là một câu chuyện cách đây khá lâu rồi. Ngay từ khi mới bắt đầu, chẳng có gì hết. Nhưng một ánh sáng chói lòa xuất hiện để xua tan hết bóng tối. Đó chính là rồng thiên. Với hơi thở ra lửa, người đã tạo ra thế giới vũ trụ này, mang lại ánh sáng và sự sống trên toàn vũ trụ. Cuối cùng, rồng thiên kiệt sức. Người đã chọn yên nghỉ tại một nơi gọi là Domino. Như Stella nói, Domino là một nơi lạnh lẽo, tối tăm và không thân thiện ạ. Giờ là như vậy, nhưng trước kia đó từng là một nơi hạnh phúc và thịnh vượng. Trước khi sức mạnh bóng tối tấn công Domino và lấy đi ngọn lửa rồng thiên mãi mãi, vùng phép thuật này đã mất đi sự tinh khiết của nó. Nói cho cô biết đi, Bloom, sao em lại có hứng thú với rồng thiên? Em không biết, em nghĩ rằng em tò mò về nó. Ở đây mọi thứ đều mới lạ với em. Phải, cô có thể hiểu được điều đó. Em xin phép đi ạ. Em cảm ơn cô. Bạn biết là mình chỉ muốn lấy lại chiếc nhẫn thôi. Phải, mình nghĩ chúng ta nên tiếp tục tấn công. Sedna, tụi mình không phải là chiến binh. Làm sao chúng ta đấu lại Icy, Dorothy và Stormy đây? Bằng cách tấn công bất ngờ. Lần này, chúng ta tới nhà họ thôi. Hay lắm, đi vào hang sói. Nhưng các bạn có chắc việc làm như vậy là đúng không? Bình tĩnh đi, chúng ta sẽ lập kế hoạch tấn công hoàn hảo. Còn nhớ đường hầm tụi mình phát hiện ra phía sau trường lần trước không? Chúng ta sẽ dùng nó để tới Cloud Tower. Tối nay khi cả học viện Alfield chìm vào giấc ngủ, nhóm Quinn sẽ hành động. Mũi của em, chúng ta phải đặt câu thần chú bảo vệ ngay lập tức. Ôi, cái mũi xinh đẹp của mình, có chuyện gì vậy? Hãy nên trở lại như trước đây, không có vụ nổ nào, không có vụ nổ nào. Tôi đi ngủ lại đây. Không thể nào như vậy được, không được, không thể nào như vậy được.
Chiếc nhẫn ngu ngốc kia, năng lượng của ngươi đâu rồi? Ngươi giấu năng lượng ở đâu hả? Chiếc nhẫn của Stella có sức mạnh quyền uy, nhưng mà... Nhưng cái thú này không thể chứa sức mạnh ngọn lửa rồng thiên được. Ta sẽ biết nó có sức mạnh hay không, nếu đúng như vậy mà. Im đi. Sao mà cố gắng tìm cách có được nó trong tay? Ta không muốn nghe nói như vậy. Đồ tiên nữ đáng ghét, chiếc nhẫn này đúng là vô dụng mà. Nhưng nó không ngăn được bọn ta đạt được mục đích của mình đâu. Sức mạnh ngọn lửa rồng thiên sẽ thuộc về bọn ta, cho dù phải bắt đầu tìm kiếm lại lần nữa. Bạn có chắc đi đúng đường không vậy? Tên mình đi Flora, chúng ta đang đi thẳng tới lâu đài Cloud Tower đó. Họ tạo một đống bừa bộn rồi bắt mình dọn dẹp. Bom nổ rồi, tạo ra đống lộn xộn này. Có vấn đề gì hả Nick? Không, tôi đang nghĩ nên mua cho các cô món quà như là mấy hút bụi. Dọn nhanh lên rồi tới gặp bọn ta. Bọn ta ở trong rừng đó. Nhớ cạo râu đi. Luôn kêu ca mà chẳng chịu làm gì hết. Họ có bao giờ dọn dẹp đâu. Những gì họ làm là Nick. Luôn là Nick. Nick, tôi tới đây. Nick, tôi tới đây, tôi tới đây. Bạn nói đúng lắm. Cuối đường hầm chính là lối vào Cloud Tower. Giờ chúng ta làm gì đây? Mình cho là phải dùng phép để tìm nhóm Trix thôi. Nick, họ không cần nữa. Con yêu tình ngu ngốc đó đâu rồi? Sao chúng ta lại phải đợi nó chứ? Nick! Xong chưa? Lối này. Tôi đang tới đây. Đi thôi, tôi đang tới. Đây chắc là phòng của ba phù thủy chúng ta. Đúng vậy, mình nghe mùi cả con yêu tình đó nữa. Mau kiếm đi, nhẫn của Stella chắc ở quanh đây thôi. Các bạn cũng biết, mấy phù thủy đó sẽ sớm quay lại. Hey! Nè, tụi mình nhìn thấy gì nè? Khá đáng sợ phải không? Bạn muốn xem thứ đáng sợ hơn không? Nhìn nè. Chờ chút, mình chẳng muốn mấy thứ ngu ngốc này chút nào. Thật đó, chúng gớm quá. Nhưng bọn chúng đi đâu vào lúc đêm khuya như vậy? Chắc chúng đã tổ chức bữa tiệc ở đây. Nếu đây là thức ăn thừa thì mình rất vui là chúng không mời mình. Nhìn kìa, là chiếc nhẫn uy quyền. Chào mừng quay về nhà. Anh bạn nhỏ, có nhớ ta không? Chúng ta đi được chưa? Cánh cửa bị hư hay là bị kẹt mất rồi? Chắc là phải có lối ra khác. Có thứ gì đó sau cánh cửa này. Mình có thể cảm nhận được. Không phải lối ra, nhưng nó hoàn toàn khác hẳn. Không phải lúc lắng nghe giác quan thứ 6 của bạn đâu. Chúng ta phải ra khỏi đây ngay. Chờ một chút, có thể quan trọng đó. Đúng là một nơi kỳ lạ. Đây là một kho lưu trữ. Không biết những cuốn sách này chứa gì nhỉ? Kẻ nào đó đã đột nhập vào kho lưu trữ. Xem là kẻ nào đây. Trời đất ơi, là bọn nó, lũ tiên nữ ghé thăm hả? Phải chào đón nồng nhiệt mới được. Đây là cuốn sách về tiên nữ Elrond de la Rochefort. Cuốn sách này thì về phù thủy tên Adergeld. Nó khiến mình thấy gớm quá. Các bạn có tưởng tượng nổi không? Đây chính là lịch sử tiên nữ và phù thủy đã tồn tại trong quá khứ đó. Hấp dẫn đó Bloom. Nhưng mình phải nói rằng chúng ta nên ra khỏi đây thôi. Làm ơn đi, chỉ một phút thôi nha. Biết đâu có cuốn sách về mình thì sao? Mình có thể tìm hiểu về bản thân và sức mạnh của mình. Được rồi, nhưng bạn phải nhanh lên. Cuốn sách chung chung như vậy có lẽ còn mới. Có thể như màu sắc. Chà, chà, chà. Bloom, bạn tìm thấy rồi hả? Có lẽ bạn không nên đọc nó. Có thể cuốn sách này chứa tương lai của bạn thì sao? Thì sao nào? Mình sẵn sàng trả lời bất cứ giá nào để biết tương lai của mình đó. Tương lai hứa đầy ngạc nhiên, nhưng không phải là hiện tại. Nếu là bạn, mình sẽ không làm vậy đâu. Nhưng đây là lựa chọn của bạn. Mình chỉ muốn biết về sức mạnh của mình thôi, không thêm gì nữa. Mình chỉ muốn biết nó từ đâu đến. Xem nhanh thôi. Did
Ta làm cho ngươi sợ hả? Mới chỉ bắt đầu thôi. Các ngươi sẽ phải hối tiếc vì đã đột nhập vào đây đó. Cuốn sách. Lớp cuốn sách không muốn bạn đọc nó. Ra đây thôi. Đi nào. Thư giãn đi nào các tiên nữ. Đừng có dội. Mình không muốn là người bi quan đâu. Nhưng có lẽ chúng ta gặp rắc rối rồi. Chúng ta phải tìm ra cách ngay lập tức. Hãy thử sử dụng phép thuật thì sao? Thậm chí chẳng có vết xước nhỏ luôn. Giờ thì sao? Tập hợp sức mạnh lại. Bạn ấy nói đúng. Bloom, phép thuật của Wings. Các bạn sẵn sàng chưa? Cùng hành động ngay lập tức. Dường như đây không phải là lối ra rồi. Chúng ta chưa bao giờ vào đường hầm này. Không phải cái chúng ta đã vào. Sao bạn nói vậy được? Chúng không giống nhau mà. Mình có bộ nhớ hình ảnh. Mình biết chi tiết mà. Các bạn làm ơn nói với mình chúng ta không bị lạc đi. Lên nhện kia. Chúng ở khắp mọi nơi. Được rồi, kế hoạch là gì đây? Ý mình là trông chúng có vẻ thân thiện đó. Chúng ta phải tạo ra tấm lá chắn để bảo vệ giống như hàng rào tấn công. Ôi không. Chúng đang tìm cách phá vỡ hàng rào. Chúng ta phải làm gì đó, nhanh lên. Mình có ý này. Sẵn sàng chưa? Theo mình. Có thuốc xịt bỏ không? Không cần đâu Stella. Chúng ta sẽ sử dụng kẻ thù tự nhiên của chúng. Đây nè. Một động vật ăn nhện dễ thương. Tốt lắm, bài học của giáo sư Palladium cũng có lợi ích đó. Bạn đã bao giờ nghi ngờ điều đó chưa? Các bạn biết không, linh cảm mách bảo rằng có việc gì đó không ổn. Lâm nói đúng, như vậy dễ dàng quá. Đừng nói như vậy chứ. Chúng ta giải quyết vấn đề một cách đơn giản mà. Stella, mình không muốn phá đám đâu, nhưng có lúc phải đi rồi. Nhanh lên, đến này. Đi nào, phải tìm thấy đường ra. Sẵn sàng chưa? Đi thôi. Ra khỏi nơi này bằng cách nào đây? Thử đường này coi. Coi chừng đó. Tiếp tục kìa. Chúng ta nên làm gì? Không còn cách nào khác. Phải đối phó với nó. Tấn công. Có chuyện rồi. Không có gì hơn. Chúng ta đang ở đâu vậy? Mình đã từng nghe chuyện này rồi, nhưng chưa bao giờ nghĩ nó thật sự tồn tại. Phù thủy là những người rất bừa bộn. Thay vì sắp xếp đồ đạc và sách gọn gàng, họ lại vứt bừa ra đó.
Nhưng sự im lặng này là gì? Mình có cảm giác không hay. Quái vật bay cô kìa. Đừng lo, mình sẽ xử lý nó. Trời sáng mặt trời. Nó đâu rồi? Đằng kia kìa. Tội nghiệp con bọ. Trời đất ơi, lửa bùng lên rồi. Cảm ơn bạn nhiều đó Stella. Khói dày đặc khiến mình không thở được. Lửa chặn đường rồi. Chúng ta lại bị mắc kẹt. Tất cả là lỗi của mình. Họ tới đây là vì mình. Nếu mà không chạm vào cuốn sách đó thì chuyện này đã không xảy ra. Bloom. Come, Bloom. Tới đây đi Bloom. Bloom, có chuyện gì vậy? Bạn đi đâu vậy? Bloom, tới đây với ta nào. Đi theo ta. Ta sẽ chỉ đường cho con tới nơi an toàn. Mọi người nhìn Bloom kìa. Hay lắm. Bạn giỏi quá, Bloom. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Đừng quan tâm tới. Nói chuyện sau đi. Ra khỏi nơi này ngay đi nào. Bạn đi trước đi. Ôi không. Ôi không. Phải rồi, sao bạn tìm ra được nó vậy? Mình nghe thấy một giọng nói trong đầu. Nó chỉ cho mình làm sao tới được nơi an toàn. Một giọng nói trầm ấm ngọt ngào chỉ cho mình đường xuyên qua ngọn lửa. Cho dù là gì đi nữa thì chúng ta cũng thoát khỏi cái nóng bỏng đó rồi. Stella, bạn cũng hài đấy chứ. Mình sẽ thích bạn nếu là con trai đó. Kế hoạch của tụi mình có hiệu quả rồi. Lũ quỷ đó sẽ không lấy được nhẫn của mình đâu. Nhẫn quỷ có sức mạnh rồi. Mình không thể đợi cho tới lúc nghỉ ngơi được. Bạn có thể nói lại đó. Mình mệt tới nỗi chẳng còn chút năng lượng nào để hôm nay tới trường đó. Tới lúc gộp 6 ngày học lại rồi đó. Rõ ràng là các em đang tận hưởng việc vi phạm kỷ luật. Các em đang gặp rắc rối lớn rồi đó các cô gái. Sáng nay, cô nhận được tin nhắn từ cô Griffin, hiệu trưởng trường Cloud Tower. Đồng nghiệp của cô khá tức giận. Cô ấy nói rằng các em đã đột nhập vào trường tối qua. Vậy có đúng không? Cô hoàn toàn không hài lòng hành động đó của các em. Các em có gì để nói không? Thưa cô, thực ra, cô hiệu trưởng, nếu có thể thì cho dù các em có lý do gì đi nữa, chúng ta phải phạt để làm gương. Ý cô là sao? Vì các em ấy đã ra khỏi trường mà không được phép. Tôi đề nghị giới nghiêm họ tại trường và lấy đi sức mạnh phép thuật cho tới khi cô có quyết định. Thưa cô sẽ không làm vậy phải không? Không làm hả? Ít nhất có những việc tôi không thể không làm. Lấy đi sức mạnh của các em không trừ một ai hết. Mình nghĩ chúng ta chỉ cần nằm trên giường nghỉ ngơi một chút thôi. Nếu bạn không tranh cãi với cô Faragonda thì cô ấy sẽ dễ tính hơn với tụi mình. Mình cho rằng cũng chẳng thay đổi được gì đâu. Cô ấy biết chính xác hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Cô ấy nghĩ rằng tụi mình ngốc nghếch tình trò bịp bợm với cuốn sách luôn. Nhưng sao chúng ta có thể biết được đó là cái bẫy chứ? Giờ thì tụi mình hoàn toàn không có sức mạnh. Với mình thì không tệ lắm, vì mình đã sống cả đời mà không có nó. Tụi mình phải lấy lại nó. Chỉ có cách đó tụi mình mới tìm ra điều bí ẩn. Mình biết làm cách nào chúng ta có thể lấy lại sức mạnh rồi. Mình chỉ cần nói Wings.